Xin chào tất cả các anh chị và tất cả các bạn. Lại là Hùng đây. Hôm nay Hùng quay lại với các bạn một cái vấn đề thế này. Các bạn có nhớ rằng ngày trước Hùng có làm một cái clip về một cái vấn đề, đó là phản ánh một bác bảo vệ tại bảo vệ của bệnh viện vùng Tây Nguyên đóng ở đường Trần Quý Cáp, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không ạ? Thì cái vấn đề đó không phải là vấn đề ngày hôm nay mình muốn nói với các bạn, các anh chị, mà vấn đề mình muốn nói với các bạn, các anh chị là một cái vấn đề là tại sao ngày hôm đó mình lại có mặt ở trên đó để phản ánh về vấn đề đó. Thì ngày hôm đó là Hùng có đi lên hỗ trợ một người trong một cái tai nạn xảy ra ở Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 10 để nhập viện, bởi vì nhà của cái cô đấy thì ở ngoài Bắc nhưng lại vào trong tỉnh Đắk Nông, vào tỉnh Đắk Nông để đám cưới, nhưng mà về đến đèo Hải Vân ấy thì tai nạn và người ta đã chuyển vào bệnh viện Đà Nẵng, nhưng mà vào đó được 2 tuần, cô này cô bị rất là nặng, 2 tuần sau là bệnh viện trả về là cho xuất viện, nhưng mà không hề đưa thuốc thang gì hết cho cái cô này, và trả về một cách là giống như là đưa về vậy thôi, kệ xác như vậy đấy. Hôm nay bệnh viện Đà Nẵng có nghe thì cũng coi lại cái ca đó giùm tôi, vì lắm tôi sẽ công bố. Thì sau cái ngày đó, ngày hôm đó là tình cờ mình có đi Đắk Nông, mình có quay cho bạn coi là trong cái làng đó, cái làng người đồng bào dân tộc đó thì bị một cái cô gái cô này ấy là ở bên chỗ Đắk Nông lừa tham gia đa cấp và lừa vay tiền của FE, thì mình vào làng để hỗ trợ. Thì tình cờ là người chồng của cô đó lại là nạn nhân trong cái vụ đó. Thì sau khi mà mình trao đổi với người chồng về cái vấn đề mà mình sẽ xử lý giúp về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cái người kia lừa người cái anh chồng ấy, thì anh chồng lại nói là xin nhờ anh một chuyện luôn, đó là vợ của em bị tai nạn ở Đà Nẵng và bây giờ là mới được 2 tuần, chỉ thì chưa cắt, bị gãy cột sống, rớt quai hàm, bật quai hàm ra. Khi bệnh viện về thì không hề cho thuốc thang, không hề cho bất một cái chỉ định gì cả. Thế thì mình mới xem vết thương. Thì với cái kinh nghiệm về xem vết thương của mình dựa trên cái vết thương ngày xưa của mình, thì mình nhìn thấy cái vết thương bắt đầu bưng bổ màu xanh là mình bảo không được, lập tức chuyển ngay từ dưới đó lên bệnh viện, và mình đi theo cái xe cứu thương từ dưới đó lên bệnh viện vùng, và có cái câu chuyện của ngày hôm đó. Thì ngày hôm nay mình muốn kể lại cái câu chuyện đó và muốn cho các bạn biết rằng cái vụ đó đã xử lý hay chưa. Thì các bạn xem này, đây là một bài báo về cái vấn đề là Đà Nẵng tai nạn giao thông, 2 người chết, 17 người bị thương. Bài này viết ngày 16 tháng 10 2020 vào lúc 6 giờ sáng, bởi vì cái vụ án đó xảy ra cái vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ sáng. Bài viết như sau: vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 15 tháng 10 tại km 9 đường tránh phía nam đường hầm đường bộ Hải Vân. Hậu quả 2 hành khách đi trên xe tử vong tại chỗ, 17 hành khách bị thương. Chiều ngày 15 tháng 10, tin từ khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đà Nẵng cho biết hầu hết nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân được đưa vào cấp cứu, vào rạng sáng cùng ngày đã hồi phục sức khỏe. Các nạn nhân còn lại bị chấn thương nặng cột sống. Mình đang xử lý cái cô cột sống này, cột sống chấn thương sọ não, là mình đang làm cái cô này, cô hỗ trợ cho nhà cô này đây, chấn thương sọ não. Lại có người chuyển cuộc gọi các bạn này để mình nghe. Được rồi, hết chuyển rồi, quên sạc cái điện thoại đấy nhé. Rồi, nghiêm trọng tại đến đâu rồi, cột sống chấn thương sọ não đã được hội chẩn can thiệp phẫu thuật và đã qua cơn nguy kịch. Theo thông tin từ trạm cảnh sát giao thông của cửa ô Hòa Hiệp, công an thành phố Đà Nẵng, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 15 tháng 10 tại km 9 đường tránh phía nam đường tránh phía nam hầm đường Hải Vân. Vào thời điểm đó trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 51C90723 kéo rơ móc biển số kiểm soát 51R19429 do Trương Minh Thìn 44 tuổi trú tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình điều khiển lưu thông theo hướng nam nam bắc, đã đâm trực diện vào xe khách biển kiểm soát 93B00407 chở 40 hành khách lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả 2 hành khách đi trên xe tử vong tại chỗ, hành khách bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện trường vụ tai nạn giao thông thể hiện ô tô khách lưu thông với tốc độ cao lấn sang phần đường của xe đầu kéo gây tai nạn giao thông. Các bạn nhớ này, hiện trường vụ tai nạn giao thông thể hiện ô tô khách lưu thông với tốc độ cao lấn sang phần đường của xe đầu kéo, là cái người lái xe của cái hãng xe này sai.
Các cái nạn nhân của vụ tai nạn giao thông đều có quan hệ họ hàng đang trên đường từ Thái Nguyên vào Bình Phước dự đám cưới người thân. Các anh chị thấy không ạ? Nhà chồng của cô này thì ở Đắk Nông nhưng mà vào Bình Phước đám cưới, mình đính chính, và ở tỉnh Thái Nguyên đi vào, và toàn bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, không hề biết cái gì luôn. Thế nhân đây, tại sao hôm nay mình lại kể cái câu chuyện này? Câu chuyện này là hôm nay là mình có mình có trao đổi với bố của cái cô này. Thì bố của cô này thứ nhất là người đồng bào dân tộc, không có hiểu biết về vấn đề pháp luật, đặc biệt là mình nói luôn, không biết chữ. Nên là mình đã tự nguyện mình tham gia vào cái vụ này và không hề lấy bất kỳ một khoản tiền nào. Kể cả đi bệnh viện có những khoản tiền mình phải bỏ ra nữa cơ, mình không hề lấy. Người ta có đưa mình 400-500 để tiền ăn uống, tiền xăng xe, mình không lấy một đồng nào, bởi vì là người ta đang gặp trong cái hoàn cảnh đó, mình không thể đụng nước béo cò. Tuy nhiên vào ngày hôm qua thì mình có nhận được một cái bao thế này của cái nhà đấy gửi cho mình. Đấy là vào ngày hôm qua. Thì hồi nãy là khi mình nói xin lỗi là mình có bóc ra rồi, nhưng khi mình bóc ra, mình mở ra thế này các bạn nhé, mình bóc ra, mình mở ra, mình thấy có một sấp thế này, mình mở ra này, mình mở ra thì tiếp tục là mình thấy giấy tờ thế này. Nếu như nguyên bản nếu như có giấy tờ thôi thì mình không có làm gì, mình không có cần phải làm video, mình không có một cái gì hết. Đang nói chuyện đến đây thì cái video tự nhiên nó tắt đi các bạn ạ. Đấy, đang mà kể đưa đến cái vấn đề thế này, là tôi mở ra là tôi thấy có một cái phong bì nó kẹp ở trong này, lại có người gọi đấy các bạn này. Tôi nói thật, nhiều khi tôi nghe máy nhiều quá tôi điên người luôn các bạn. Alo, à vâng, chị gọi số 1900 4686 giúp em với nhé. Rồi, 1900 4686, chị nhớ chưa? Rồi, chị gọi đi nhé. Rồi, chào chị, chào. Là tôi thấy có một cái phong bì ở đây và có đôi dòng chữ, tôi nhìn lên thế này tôi thấy có tiền ở trong này. Thưa các anh chị và tất cả các bạn ấy, nếu như tôi là một cái thằng mà vớ va vớ vẩn ấy, tôi không biết bao nhiêu tiền trong này, nhưng mà tôi không bao giờ tôi công khai lên đây. Nhưng tôi không khai lên đây là vì sao? Là bởi vì là chắc chắn cái khoản tiền này tôi sẽ mang về nhà người ta, tôi trả lại cho người ta. Bởi vì thứ nhất, tôi không giúp được người ta thì tôi không bao giờ tôi lấy tiền người ta. Mà đằng này tôi giúp được người ta nhưng tôi vẫn không lấy tiền người ta, bởi vì sao? Cái nhà đó tôi đến rồi, thứ nhất bây giờ đang bệnh tật, cần tiền để thuốc thang các thứ, bây giờ đi gửi tiền này cho tôi có lấy được không các bạn? Nếu các bạn là tôi, những người có thể suy nghĩ cùng cảm giác, cảm nhận, cảm nghĩ như tôi, thì các bạn nghĩ các bạn có lấy được không ạ? Như tôi thì tôi không lấy được rồi đó. Tôi biết là ở nhà dưới đó 60-70 cây, nhưng tôi sẽ cố lặn lội tôi về tôi đưa khoản tiền này. Và tôi mong muốn là tôi sẽ không mở nó ra. Thế nói tôi nghe máy tiếp các bạn. Một ngày tôi nghe mấy trăm cuộc, não tôi sắp bể rồi các bạn. Nên các bạn mà thương tôi, các bạn gọi số 1900 4686, nguyên một đội luật sư ở trên đấy nhé. Alo, tôi Hùng ạ. Ai đây ạ? Chị gọi cho tôi lần nào chưa nhỉ? Em gọi mấy lần rồi nhưng mà anh không bắt máy. Tôi đã nói với mọi người trên YouTube, kể cả chị cũng coi YouTube rồi, nếu như gọi không thấy tôi bắt máy hoặc là thấy tôi bận, nghĩa là tôi đang rất là bận. Và các anh chị có thể gọi qua cái số 1900 4686, nguyên một đoàn luật sư ở trên đấy hỗ trợ cho các anh chị miễn phí. Đấy. Anh em gọi nhưng mà không được, bên cái số đấy gọi. Chị gọi giờ nào? Đúng vậy, nếu hết giờ hành chính xin phép chị là đừng gọi vào ngoài giờ, bởi vì người ta cũng ăn, cũng ngủ, cũng nghỉ. Gọi giờ hành chính thôi nhá. Bây giờ chị gọi lên trên đấy rồi mình gánh. Chị gọi lên đi nhá. Tôi sẽ mang cái phong bì này đến tận nơi để trả lại cho người ta. Bởi vì người ta viết những cái dòng chữ nguệch ngoạc, và ở đây tôi nói xin phép là nguệch ngoạc. Và tôi cũng muốn là ở đây, các anh chị coi này, tôi muốn cho các anh chị coi về cái nội dung của cái cô bé này viết cho tôi, giống viết tâm thư vậy các anh chị ạ. Tôi nói thật luôn, các anh chị coi nhé. Anh ơi, anh cố gắng giúp em làm cách nào để được ra tòa giải quyết vụ tai nạn của em được không? Chứ giờ em một thân một mình, còn phải nuôi hai con nhỏ. Anh cố gắng giúp em, xin giải quyết.
cách nào để được nhanh nhất có thể. Xin phép tôi nghe máy một tí đã, tôi xem ai gọi. Đâu đầu quá các bạn ơi. Alo. Em chào anh Hồng. Chị gọi cho em lần nào chưa? Rồi, có ai gọi cho chị để viết đơn chưa? Chưa, nhưng mà cho em hỏi cái này cái này. Giống như là em đang thứ hai cái công ty đó, mình gửi qua có bán mấy ngàn. Mà không biết cái bên nào, mà nó đi xuống với ông nhà thầy già em, bốn thằng nó đưa cái giấy nó kêu là bốn ngàn đi ra, rồi trả cho nó 40 triệu. Mà em cũng không biết tiền gì, em cũng không biết ai, mà nó 40 triệu. Có biết ai cho công ty là 30 triệu, làm 2 triệu. Rồi cái lúc hù dọa như thế thì chị phản ứng như thế nào? Không có nghĩa là em có coi clip của anh rồi, nhưng mà em không có ở nhà, em ngồi chợ có ông bà già ở nhà. Rồi ông bà già phản ứng như thế nào? Ông bà già giờ sợ lắm, cho nên là em về tới trưa phải không? Cái em mới lấy cái số điện thoại để em điện trực tiếp đó. Em bảo là như vậy, bây giờ anh nói anh bên thu hồi nợ, nhưng mà anh ở công ty thu hồi nợ nào? Ừ. Ừ. Là anh hướng dẫn gì đó. Ừ. Đúng không anh? Đúng. Nó như vậy, biết sao không? Anh biết nó nói sao không? Nói, bây giờ tôi không biết là chị thiếu nợ tôi, chị thiếu nợ chị cũng trả 3 ngày để chị không trả, chị khỏi ở cái chỗ này. Ừ. Bảo với nó này, tụi mày á, xuống thêm một lần nữa là tao cắt hết gân chân đấy, đừng có nói chuyện đó, tao là dân chợ. Còn tụi mày bản lĩnh thì bước xuống đây. Còn không ấy, đây này, cách hai, chị đã báo công an chưa? Ừ, bây giờ phải báo công an, chứ còn không báo công an thì làm sao được, đúng chưa? Bây giờ là chị gọi về cho em thì em chỉ hướng dẫn từ xa thôi, em đâu có ở gần chị để mà giúp chị được. Nên chị đi báo công an gấp về vấn đề này, tại vì dạo này em ghi nhận được rất nhiều phản ánh là cuối năm, thời điểm cuối năm nửa tháng này là FE nó xuống, vài người, 4-5 người đi xuống để dọa người dân. Đấy. Nên là em nghi ngờ là thằng FE nó xuống nhá dạo này, và em cam kết với chị chắc là chị ở trong Sài Gòn quanh quanh đâu quận Tân Bình thôi. Em ở quận 12. À, quận 12 thì đúng rồi, ở gần đấy. Phú Nhuận cũng gần đấy, chung trong cái khu vực mà ở quận 12 là thằng FE đang cho cái đội 7 người ở bên cạnh ấy, bên cạnh chỗ 104 đường Cộng Hòa là đi dạo, đi để dọa mọi người. Dạo này là em đang cho người của em vào để lùng tất cả những khách mà em đang khe là em đang cho vào để lùng, gặp bảy thằng này ở đâu là đập bảy thằng này ở đó, nếu mà công an không làm bắt lên nộp công an luôn. Rồi chắc mấy đó lên nộp thôi. Thế em coi cái clip của anh rồi em kinh nghiệm rồi, cái em điện em nói chuyện cũng lớn tiếng cho nó vậy, mình coi như mình không sợ, mình nắm cái lực của anh nói rồi. Cái em biết sao nó nói, ủa tại sao chị thiếu nợ tôi mà chị lớn tiếng, tôi nói tôi thiếu nợ các công ngân hàng nói chuyện với tôi nói chuyện đàng hoàng, còn tôi đâu có thiếu nợ anh đâu. Đúng. Ừ. Em nghe 30 triệu, ai chị ép 20 triệu, nhưng mà chị thương lượng với nó. Em nói thôi bây giờ đó, là mỗi một tháng mà đóng 3 triệu nó nhiều quá, thôi bây giờ giảm cho tôi đi. Bây giờ tính lãi cái gì, cái cha nó bây giờ giảm ra vài thời hạn tôi cũng chấp nhận. Là cái hợp đồng đó là lúc trước á, là em hết cái cũ rồi nó cho thêm cái mới đó. Là em cứ đóng lãi hồi đó tới giờ là gần 2 năm rồi. Cho nên bây giờ quật qua rồi là một cái dòng. Đó, thì bây giờ em cũng chấp nhận, cũng thương lượng đàng hoàng. Mà có trễ nó mấy ngày, có trễ. Dạo này là nó, tại vì tụi nó còn được 12 ngày nữa thôi, là tụi nó biến khỏi cái vùng đất này rồi, bởi vì là sau ngày 1 tháng 1. À, anh Hồng ơi, vậy là 2011 là coi như là không có còn cái ba cái vụ đó nữa hả? 2021, từ ngày 1 tháng 1, bước đứa nào mà nó xuống nó đòi nợ kiểu này là bắt được là phạt luôn 80 triệu. Nên là giờ nó đang chút cái hơi tàn để nó xuống nó gặp mình nha chị nha. Nó ghét em rồi, hôm bữa em nói gì về, bây giờ mấy anh cứ để yên đó, tôi thương lượng rồi. Tôi có nhờ bên nhân viên luật sư anh Triệu Quang Hùng làm cái đơn cho tôi là giảm lại. Má nó ghét em yêu rồi anh Hùng ơi. Kệ nó đi. Rồi lúc chị nói em Triệu Quang Hùng ra nó nói gì nữa không? Tính tiếp mà em biết nó không có làm đâu, đã phụ rượu thôi. Nó phụ rượu em biết, tại vì hôm bữa
Bây giờ tiếp theo thì chị nói là đã nhờ các bạn viết đơn, thì em sẽ chuyển cái số của chị sang cho cái phòng viết đơn. Các bạn viết đưa đơn xong gửi lên trên công ty đó nhá, rồi các bạn sẽ hướng dẫn và chỉ định cách chị xử lý từng tí một, chị yên tâm nhé. Ờ, còn cái việc mà nợ thì em nói này, nợ thì mình chắc chắn là phải trả, nhưng bây giờ đang khó khăn thì xin giãn ra một thời gian ngắn, phải không? Còn tụi kia thì thế này, nó mà làm quá thì báo công an, còn họ xuống mà có giấy tờ đàng hoàng thì mình cứ tiếp đàng hoàng, không phải sợ. Lên báo công an nói là vừa có một đám giang hồ xuống, hẹn 3 ngày nữa nó sẽ xuống giết người. Bây giờ cho tôi xin số, để 3 ngày nữa nó có xuống tôi gọi cho các đồng chí. Tôi biết nó là dân sự, nhưng mà nếu các đồng chí không can thiệp thì nó sẽ hình sự hóa bằng việc là nó chém giết nhà tôi. Lúc đấy là cơ sự xảy ra là tôi thông báo các đồng chí là hôm nay là tôi có lên báo các đồng chí và tôi có để cái file game ở trong túi quần tôi rồi đó. Nói như thế cho người ta khiếp hồn đi. Có vấn đề gì ai mà dọa nạt chị cứ nói là tôi đã nhờ anh Triệu Quang Hùng rồi nhé. Vâng. Vâng. Nói chung là đơn từ của mình đi nó đúng với văn bản pháp luật và đúng với cái điều lệ mà ở trong hợp đồng của nó ấy, là cơ cấu lại nợ, nên là chị cứ yên tâm nhé. Để em nhắn số của chị sang phòng đơn các bạn xử lý rồi các bạn sẽ gọi điện. Thì trong chiều nay chị để ý máy giùm em nhé. Rồi, ok, chào chị. Cứ bình thường thôi, không sao đâu nhé. Đây là một cái câu chuyện thật 100% nhé. Tôi nói với anh chị, tôi không có phải là như cái thằng khác mà ngồi mà diễn trò để cho người khác coi. Tôi là người thật, việc thật. Bây giờ trước khi các anh chị để ý, tôi chuyển cái số này sang cho cái phòng viết đơn chút. Tôi không có thời gian để tôi viết đơn các bạn nhé. Phòng viết đơn của tôi nói với anh chị này, tất cả các bạn ở trong đó đều được đào tạo qua một lớp về thể thức văn bản, về văn phạm, về cách viết đơn. Nên các anh chị yên tâm cái việc mà viết đơn là chuẩn nhé. Tôi nhắn đó, để tôi kiểm tra xem là cái đơn, để tôi xem là video nó còn chạy không, lỡ lắc đứng lắm tôi lại xem là không chạy nữa thì uổng. Ừ, vẫn đang chạy, tốt lắm đấy. Đây này, tôi vừa chuyển qua phòng đơn, chắc chắn là lắc nữa chị ấy có người gọi liền rồi. Tôi đang tiếp cái câu chuyện này thì tôi sẽ để nguyên thế này, và có thể là ngày mai là thứ bảy tôi sẽ thu xếp mang đơn từ, tại vì giờ là tôi đang làm đơn khởi kiện yêu cầu khởi tố vụ án các bạn ạ. Các bạn nhìn này, đây là những cái chứng từ này đấy, để tôi cho các bạn xem những cái giấy tờ chứng từ. Các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu các bạn ạ. Tôi mang ra tôi cho các bạn xem từng tờ một để các bạn hiểu được cái con người của Hùng và con người của Hùng đang làm cái gì anh chị ạ. Đây là của Bệnh viện Trung ương Thái Bình à? Không, cái tờ này tôi cứ coi cho các anh chị coi được tờ nào coi nhá. Đây này, đây là một tờ thì bệnh viện răng hàm mặt này. Này, cô này đi này. Đấy, cô này họ Bàn này, Bàn Mùi Phin. Tôi cho các anh chị coi từng tờ một. Coi xong tôi sẽ để lên đây. Đây. Đây, phẫu thuật răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh này, đi khám này, cái đợt mà vừa rồi đi khám thì lát nữa tôi sẽ cho các anh chị dấu đỏ hết các bạn nhé. Anh chị này cứ đừng có bảo tôi tự biên tự diễn, thấy mẹ tôi luôn. Đấy, dấu đỏ này. Tiếp này, tôi xem có cái tờ nào của ngoài Đà Nẵng không đã nhá. Đà Nẵng. Cái vụ này tôi xin lỗi luôn, xem là bên kia nó làm cái gì. Đây. Sở Y tế Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, 12 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhá. Đây này, cô bà nội phiên này, giấy ra viện hết 24.336.622 đồng. Cái ngày ra viện này các bạn này, cái ngày đâu rồi? Đây, ngày mùng 5 tháng 11 này. Tình trạng mùng 5 tháng 11 ra viện này, ra viện trong tình trạng rất là nguy kịch. Thế mà vẫn ra được. Đây, phẫu thuật này xem cô này bị sao nhé, nhìn này. Mới gây mê. Không, để xem mà bệnh phẫu thuật là phẫu thuật cái gì. Viện phí, từ từ, xem nào. Đây,
lịch trình này kết hợp xương nẹp vít sống cổ lối sau này, các bạn thấy không ạ? Cái này cái gì? Giấy chứng nhận phẫu thuật này. Đây là giấy giấy chứng nhận nhận phẫu thuật, các bạn coi nhé. Để các bạn coi rõ một tí. Đây, giấy chứng nhận phẫu thuật. Đúng không? Còn bên này là giấy ra viện này. Giấy ra viện này, các bạn thấy không? Đấy, ngày 5 tháng 11. Đây là cái bảng kê về chi tiêu, các cái mức phí. Rồi bỏ qua một bên. Kẹp cái nào ra cái đấy vào, chứ không là để đây. Tiếp theo này, cái này là cái gì đây? Đây là cái đợt vừa rồi, là khi mà đưa về bệnh viện vùng Tây Nguyên không có không làm được, thì mình mới được yêu cầu cô này phải đi vào trong bệnh viện Sài Gòn. Đây, đi vô khoa răng hàm mặt bệnh viện Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là những cái khoản tiền điều trị này, các bạn thấy không? Gia đình rất khó khăn nhưng mà vẫn phải tự bỏ tiền để đi này, các bạn thấy không? Đây là những tờ giấy của gia đình, tôi xếp lại tôi cho các bạn coi này. Đây. Đấy. Đấy. Đây là một thuốc về uống này, các bạn thấy không? Thuốc thang bệnh viện Đà Nẵng không hề đưa các bạn ạ. Về nhà không thấy đưa gì hết. Tôi xuống mà tôi thấy hãi luôn. Vết thương ở cổ nhìn nổi hết da gà luôn các bạn. Đây này. Địa chỉ này bây giờ này. Điều trị khoa phẫu thuật răng hàm mặt này. Đó, các bạn thấy không? Xuống điều trị này, tiền bạc tự bỏ hết. Bên kia không không trả nữa, hôm rồi thôi, không coi nữa. Để tắt cái máy ồn quá. Hôm rồi là mình trực tiếp gọi điện ra ngoài kia hỏi xem bên họ có còn cái bồi thường thiệt hại cho nhà mình không. Người ta lắc đầu không có bồi thường nữa. Người ta bảo bây giờ chịu rồi, không bồi thường nữa, ra sao thì ra. Người ta thoái thác luôn rồi các bạn. Đợt này tôi cầm cái này về. Tôi sẽ làm một cái lá đơn yêu cầu khởi tố vụ án ra ngoài chỗ Đà Nẵng xem là họ xử lý như thế nào. Còn không xử lý vụ này tôi làm cho tới luôn. Mẹ con người ta bây giờ, các bạn biết là tỷ lệ thương tật ấy là bao nhiêu phần trăm ấy? 60% thì phải hay bao nhiêu tôi quên rồi. Tỷ lệ thương tật rất cao và bây giờ người ta không còn làm được gì nữa. Họ còn rất là trẻ này, họ sinh ra năm 1000 đâu rồi, có chứng minh. Cái giấy chứng minh nhân dân này, sinh năm 1996 à, thế mà bây giờ lại không có không làm được việc gì hết rồi. Đấy, bây giờ tôi rất là muốn gọi điện cho gia đình người ta hỏi xem gia đình người ta gửi bao nhiêu tiền cho tôi, và tôi làm xong đơn thì mai tôi xuống tôi gửi cho gia đình người ta. Phải ký các bạn. Tôi thử gọi xem số của bố của ấy. Đây, tôi gọi này. Tôi gọi điện, tôi hỏi xem nào. Không biết có vẻ hơi dày đấy các bạn ạ. Mình phải đưa xuống mình trả lại cho họ. Mình không bao giờ mình lấy khoản tiền này. Alo. Chú à, cháu Hùng đây. Cháu bận quá không có thời gian nên là bây giờ mới mở được cái hồ sơ ra để làm. Cháu hỏi tí, cháu thấy có cái phong bì ở trong này là cái gì đây? Làm cái hồ sơ này à? Là cái phong bì này là tiền hả? Đấy. Cháu đâu có bảo chú gửi tiền cho cháu đâu. Dạ. Cháu thấy có cái phong bì ở trong này này là tiền đúng không? Đúng rồi, cái phong bì là cho anh uống nước thôi. Nước nuôi gì, nhà đã không có tiền rồi gửi cho cháu làm gì? Để nước mà cần đó cho tranh uống nước được mà nên tranh được thôi. Bây giờ cháu nói nhá, là bây giờ là tiền này là cháu sẽ không nhận. Ngày mai cháu mang xuống lại cho nhà mình. Với lại ngày mai cháu xuống là cháu mang theo đơn đi xuống để cho nhà mình ký nữa nhé. Với lại cháu hỏi trong này là để bao nhiêu tiền đấy? Đây là một triệu thôi. Một triệu mà còn thôi hả? Thôi ngày mai cháu mang xuống cháu đưa lại cho cháu, chưa cháu mới thấy thôi. Hôm nay cháu bận quá cháu không có thời gian để cháu mở, hôm nay cháu mới mở thấy có phong bì ở trong này, cháu chưa mở đâu, chưa đóng khui. Cháu gọi để cháu hỏi, có gì mai cháu xuống cháu gọi nhá, cháu mang đơn xuống cho. Thế
Rồi rồi, yên tâm, cháu đang giúp từ bữa giờ rồi, không phải là hôm nay thôi đâu nhé. Con bé về là nó có thuốc thang thì nó uống không? Vết thương là đỡ hơn chưa? Vết thương đỡ hơn chưa? Cái vết thương ở cổ với ở hàm ấy bây giờ đỡ chưa? Đỡ hơn rồi đúng không? Nó ngoại ngoại cái đầu được chưa? Cũng được ít rồi, nó cũng bình thường rồi. Rồi bác sĩ chẩn đoán có tốt không? Đó, tốt đến là tuần sau, tuần thứ hai này còn đi khám lại. Rồi rồi, ok thôi, thế tình hình vậy là ổn ổn rồi. Thôi được rồi, thế có gì mai mà cháu xuống cháu gọi nhá. Dạ, rồi rồi. À, đang đi vay tiền của họ về đi bệnh viện. Vay bao nhiêu rồi? Này vay là 30 triệu đấy. Vay 30 triệu đấy hả? Thế bữa giờ đi bệnh viện là hết bao nhiêu rồi? Từ cái hôm mà chuyển đến bệnh viện ở Đắk Lắk đi xuống Sài Gòn đến giờ đấy. Từ đi Đà Nẵng là đi 12 triệu, rồi lại đi Sài Gòn Đắk Lắk là đi 10 triệu, đi Sài Gòn là phải cũng 10 triệu. Thế bây giờ là cái đấy có hóa đơn chứng từ gì không để mình ghi vào trong đấy để yêu cầu bên kia nó bồi thường? Cái này là hóa đơn vào bệnh viện là nó cũng có hóa đơn, nhưng mà mình đi bao nhiêu, ví dụ mình cứ đi vô là mình nhớ mình đi vô là có, nhưng mà là cái đó mình ghi, mình mua cái gì là mình có ghi vào cái đó đúng không? Ừ. Rồi thế ngày mai cháu xuống để cháu hướng dẫn cách ghi cụ thể vào để mình lập một cái bảng thu, một cái bảng chi cho cái vấn đề chữa bệnh này nhé. Rồi rồi, ok, chào chú nhé. Thì các bạn thấy không ạ? Nói chuyện là mình lúc nào mình cũng phải nói câu chuyện rất là thật như thế. Tiền này là người ta gửi cho tiền mình uống nước 1 triệu các bạn. Mình không lấy, mình sẽ để đây. Hôm nay mình sẽ xử lý cái vấn đề đơn từ này cho người ta. Xử lý vấn đề đơn. Thì sau đấy là mình sẽ gửi, sáng mai mình sẽ xuống để mình cho cái người mà bị hại ấy ký vào và gửi ra ngoài chỗ công an của ngoài Đà Nẵng ấy, yêu cầu khởi tố vụ án. Mình không biết là công an có khởi tố chưa, nhưng đúng nguyên tắc cái sự cố này xảy ra là có 2 người tử vong, 1 người thì bị tỷ lệ thương tật rất cao trên 50%, thì cái vụ này là phải khởi tố vụ án hình sự rồi. Nhưng mà ngoài đấy nó không khởi tố, hay là khởi tố hay không thì trong quá trình này mình làm chắc chắn là mình sẽ phải ra ngoài đấy. Nếu như mà người ta không xử lý hợp lý là mình sẽ phải ra ngoài Đà Nẵng các anh chị em ạ. Thế nhân tiện thì rất là cảm ơn tất cả anh chị em, chúng ta có những góc độ quên. Mình đang nói cái vụ hồi nãy, có một cái vụ mà của cái cô gọi ấy, là có 4-5 người xăm trổ xuống ấy. Chắc chắn 4-5 người này là những cái người mà ở bên FE, ở bên chỗ mà đường Cộng Hòa ấy. Bên sát đó có một cái quán cà phê là có 4-5 người nó hay ngồi trong đó xăm trổ bít người, hút xì xa phì phò giống như mình hiện ấy. Thực tế là bây giờ mình đã cắt đội mình vào trong đó rồi. Lúc nào mà có một cái người gọi là đội mình đi qua, kết hợp với công an nữa là xử lý liền. Đó nào. Alo, gửi gì anh ơi? Anh gửi cái gì mới được chứ? À, anh gửi cái tiền mà đăng ký bảo hiểm 1 triệu đúng không? Từ từ, anh giữ máy luôn này, để em vào anh kiểm tra xem là anh gửi em lúc nào, cái gì nó phải đặt. Tại vì em phải chuyển anh sang cái phòng hỗ trợ nữa. Anh chào Hùng, không có rút được, anh hỏi là Hùng rút được không? Còn, bây giờ, từ từ, anh gửi lúc mấy giờ ạ? Ngày hôm qua lúc 3 giờ mấy đúng không? Anh có thể giữ máy được khoảng 1 phút không, để em kiểm tra trực tiếp luôn. Được. Rồi, nội dung chuyển khoản là cái gì? Anh Đinh Thành Trung gửi cho Triệu Quang Hùng. Đinh Thành Trung gửi cho Triệu Quang Hùng lúc 3 giờ mấy hả? Đây Thạch Cấn này, 3 giờ mấy ngày hôm qua hả? Hôm qua là 17 đúng không? Từ, anh đợi em 17, 3 giờ mấy, 3 giờ chiều đúng không? Đúng rồi, 3 giờ chiều á, nó bệnh viện nhà Hồng Minh lên gửi luôn á. Tên Trung á hả? Đinh Thành Trung. Đinh Thành Trung lúc 3 giờ chiều là không có đâu anh ơi. Lúc 3 giờ chiều là có, 3 giờ chiều là không có đâu này. 4 giờ chiều là có một anh kia là Thạch Cấn. Đó, rồi đến mãi 4 giờ hơn. À đây, thấy rồi. Thấy chưa? 4 giờ 17 phút. Ừ, là Đinh Thành Trung. Đinh Thành Trung có gửi cái tiền này nhưng mà không ghi cái gì cả, chỉ ghi là Đinh Thành Trung. Tại vì anh đâu có biết gì đâu, ghi anh nó ghi gửi cho chị Hoa
Rồi bây giờ là trong này không có số điện thoại luôn. Thảo nào là chưa có ai gọi cho anh này. Bây giờ là cho em xin cái số điện thoại của anh để em đưa vào cho các anh bạn cập nhật từ nhanh rồi em lấy cái bút nhá. À, cái số điện thoại của anh ngày hôm qua anh cũng có đọc cho ghi đó. Quan. Em quan trọng nhất là cái số điện thoại nó nằm ở trong cái nội dung chuyển tiền ấy, thì bên em mới gọi người cho anh được. Mà bây giờ mà anh gửi thế này thì nó không hề hiện số điện thoại cổ thế chứ. Rồi, anh gửi anh bút. Một khi bút đầy nó xong rồi không thấy người nào hết. Rồi anh đọc giúp em cái số điện thoại của anh nhé. Rồi 4 gì? Rồi ok, anh với lại sẵn đây là anh có cần em hỗ trợ cái gì thì em hỗ trợ cho luôn. Anh tại vì anh nói nó cũng bố anh ngoại, nhưng mà hồi trước đó là anh làm hồ sơ anh không có hiểu là cái thành phần là nó nói là nó kêu anh đóng 2.8 là 43.000. Rồi anh mới là anh đóng cho nó 4 tháng. Là 2.8 ngàn cái bán cái năm anh đi anh đóng cho nó cái nó đòi anh là 4.994.000. Rồi là anh đâu có biết cái gì đâu, anh nói ủa sao kỳ vậy, hồi đó là hợp đồng đâu có nói với tôi vậy đâu, nói là có 2.000.000 cho tôi đóng 5-6 tháng mà sao giờ cho đóng vậy rồi sao tôi đóng nổi. Rồi cái bắt đầu nó nói nếu anh đóng nổi thì cái này anh có quyền khiếu nại. Tôi nói đâu khiếu nại gì được, tôi đâu có biết đâu, trong hồ sơ lúc đó làm mà chị không có giải thích cho tôi cái mà tôi biết. Chỉ ký thôi, rồi bây giờ đăng ký là chị nói vậy, rồi bây giờ đến số đó là tôi không nổi. Thôi được rồi, thế này anh nhắn cái số chứng minh nhân dân của anh qua đây cho em bằng cái tin nhắn đấy, tại vì chắc anh cũng không có dùng Zalo đâu đúng không? Anh cũng không có biết cài cái đó. Rồi ok, anh nhắn đó là anh mượn con nhỏ cháu nó nhắn dòng cho Hùng dắt chưa, nó chưa đi học đó. Rồi bây giờ là thế này, anh nhắn cái số chứng minh của anh bằng tin nhắn qua cái điện thoại cho em. Em lát em xong việc ấy, em sẽ gửi sang bên kia nhờ nó kiểm tra xem tình trạng hồ sơ của anh như thế nào, sau đấy là em sẽ báo lại cho anh nhá. Nó thời gian chứ không phải là mình giật nó là mình xin luôn. Rồi ok thì khó khăn quá, rồi xin thời gian nữa đi là hả đóng cho nó. Rồi ok, vậy thì trước mắt vậy đi nhé. Rồi. Ok. Đây là một cái trường hợp của một anh là có gửi một cái tiền cho bên mình là 1.000.000 để tham gia cái gói bảo hiểm 1 năm. Thì các anh chị em chúng ta xem là cái gói bảo hiểm 1.000.000 này của 1 năm của mình nó có hữu ích hay không, các anh chị cứ cảm nhận. Bên mình cam kết với các anh chị với giá trị chỉ 1.000.000 nhưng các anh chị nhận được cái giá trị hàng tỷ đồng. Mình nói với các anh chị như thế. Đôi lúc có những cái câu chuyện là kiện tụng này nọ mà các anh chị không thể biết được là xử lý thế nào, thì bên mình đưa ra một cái kíp xử lý từ A đến Z luôn cho các anh chị. Và nếu anh chị em nào muốn tham gia gói bảo hiểm này, các anh chị chủ động tự chuyển tiền vào tài khoản của Hùng với phí là 1.000.000 một năm, thì các anh chị ở dưới phần mô tả của mình có số tài khoản. Các anh chị chuyển 1.000.000 vào đó và các anh chị nhớ là nội dung chuyển tiền các anh chị phải để số điện thoại của các bạn vào. Mình nghe nốt cục này. Alo. Alo anh ạ. Bây giờ mình gọi cho mình lần nào chưa? Anh gọi cho em lần nào chưa nhỉ? Để số quen. Chưa. Rồi. Anh giúp em luôn nhé. Anh là có tham gia cái gói bảo hiểm 1.000.000 đúng không? Alo. Alo. Anh ơi. Vâng, anh nghe rõ không ạ? Dạ có. Là anh có tham gia cái gói bảo hiểm 1.000.000 luật ở bên em đúng chưa? Vâng, em tham rồi. Rồi. Rồi ok, là hôm bữa rồi là bạn có một bạn văn phòng bên ấy là gọi cho anh rồi đúng không? Vâng. Rồi thế bây giờ là anh có cái sự việc là anh muốn trình bày là anh muốn xử lý luôn bây giờ ấy. Vâng, em muốn nhờ anh giúp em là xem mà. Rồi anh nói qua đi. Anh nói đi. Anh đọc cái số Zalo của anh đi.
Rồi để mình ghi. Rồi ok ok rồi. Zalo là Ái Phương này hả? Mà thế từ từ này. 336 đúng không? À đây nhầm 558 chứ phải 56. Rồi Tiến Dũng đây đúng không? Rồi ok, để mình lưu cái Tiến Dũng VH 1 triệu để hôm nào gọi phát là nghe máy luôn. Thế là sao lấy cái tên lại khác với lại cái tên này? À vậy là anh tên Lợi đúng không? Anh ở tỉnh nào? À thế à? Rồi ok. Bây giờ anh chuyển hết thông tin qua Zalo cho em đi, em xử lý cho nhé. Rồi chào anh nhé. Vừa rồi là anh Lợi, anh cũng lại nhờ một cái vấn đề, nó là chuyển cái tiền vào xong rồi nhờ xử lý cái việc luôn. Các bạn cứ thấy không? Cái giá trị nó ở đó đấy các bạn ạ. Cái này sẽ mất. Để vào cái này. Còn thì mất đi thì chết. Bao nhiêu giấy tờ liên quan đến bệnh án toàn giấy tờ gốc. Họ tin tưởng mình đến mức độ là chuyển hết giấy tờ gốc cho mình, các bạn hiểu không ạ? Nên là mình phải cất rất cẩn thận, tỉ mỉ, không được để mất. Mất giấy tờ gốc của họ là cả một vấn đề đền không xong đấy các bạn ạ. Giờ đi xin cái giấy tờ này xin lỗi luôn, mật vàng mật xanh luôn các bạn. Rồi, nhân đây thì mình cũng trao đổi một vài câu chuyện như thế để cho các anh chị em chúng ta hiểu nhau hơn, dễ làm việc. Và một lần nữa thì xin rất là cảm ơn các anh chị em. Nếu như trường hợp các anh chị em gọi cho Hùng không được, rất mong các anh chị em gọi cho mình qua cái số 1900 4686. Một lần nữa xin chúc tất cả các anh chị chúng ta có sức khỏe. Và mình sẽ bật mí cho các bạn một cách để chúng ta xử lý công việc một cách lanh lẹ. Có thể thao tác nhiều lúc giống như mình vậy, mình có thể xử lý một lúc nhiều công việc. Các anh chị cố gắng đọc sách nhiều vào, đọc sách nhiều vào, tư duy chúng ta sẽ ngày càng lớn lên và phát triển được cái não bộ. Rất là cảm ơn tất cả anh chị. Một lần nữa xin chào và chúc các anh chị sức khỏe. Và nhớ là kiếm thật nhiều tiền.